tôi không muốn để giá 3 triệu vì để giá rất mềm trong ban chơi. Thì giao lưu một con RB của Victor CRS11 là chất âm khá ok với cái mức giá tôi đưa ra 2,5 triệu. Victor chó thổi kèn này, nghe kèn yếu vậy thôi. Tôi nắm tin ra nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà quên. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó là một con RB cổ của Victor, 82W điện 100V, hàng bãi nguyên zin luôn, mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Tôi đã làm một video rồi, tôi quay thêm video này nữa. Tôi đang đấu vào một đôi loa Nhật Bass 32 của kia của Diatone, 2,5 triệu, ít âm đi là sánh bằng con này. ZS11 sản xuất tại Nhật, 82W điện 100V, 6x tuner. Đấy, chất âm cực kỳ ấn tượng. Hãng âm thanh Victor phải nói là nó sản xuất rất nhiều âm ly hay, nhưng có cái là nó không thương hiệu Pioneer thôi. Ngày mai Victor nó là của JVC các bạn nha. Đặc trưng của dòng Victor ấy, bass chép rất rõ ràng, và quan trọng nhất là cái lời hát rất ngọt luôn. Lời hát cực kỳ to và ngọt. Đây, những con lọc của Victor này 6-7 triệu các bạn nha, 8,5 triệu rồi. Lọc Victor cực kỳ đắt luôn. Nhiều người cứ nghĩ tôi đặt một con âm ly 2,5 triệu nghĩ là nó không ra gì, nhưng nói luôn ấy, nó chất âm cực kỳ ấn tượng. Để qua tôi để cái giá rẻ cho các bạn chơi thôi. Thời học sinh đã qua cho ta nhiều lưu luyến, thời học sinh đã qua bây giờ còn đâu. Mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Kỷ niệm như ngủ quên trong trang thơ mực tím, bởi vì em đã 2,5 triệu ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển những buổi chị trả.